Minh được Tử Vi hoan hỉ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh được Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là Tử Vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, lương thượng chi thử, đúng tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, vượt qua vận hạn, đến thời giàu sang, tiền tài viên mãn, mọi thứ đều hanh thông, thuận lợi như ý. Chấn động tuổi Canh Tý 1960, được trời Phật gọi tên, thần tài ban cho lộc lớn, đúng tháng 12 âm lịch 2023, vượt lên vận hạn, trúng số liên tiếp, tiền tỷ về tay, giàu có nhất vùng thiên hạ. Sinh thời hiếu nghĩa mẹ cha, vinh hoa phú quý tiền tài bao la, bốn mùa phất lộc vượng gia, không lo thất bát an khang dạng ngời, lộc sinh phúc lộc tuyệt vời, ấm no hạnh phúc muôn đời thịnh hưng. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc? Trong nghịch cảnh mỗi buổi sớm tinh khôi, Canh Tý sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống, lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Canh Tý hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Canh Tý phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng cô bác tuổi Canh Tý đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Canh Tý không được dễ dàng làm mấy. Quý cô bác tuổi Canh Tý thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Canh Tý hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Canh Tý những điều bất như ý cô bác nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Canh Tý hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Canh Tý đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài, tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn, nó vẫn xảy đến với cuộc đời Canh Tý, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Canh Tý nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh, thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Canh Tý thay đổi, thì thái độ của Canh Tý cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Canh Tý sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Canh Tý chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Cô bác Canh Tý thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Canh Tý có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý. Mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người cô bác nhé. Lương thượng chi thử, tức chuột trên xà, năm sinh 1960, thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ. Thuở bé, người Canh Tý thường rất mũng mĩm, xương to, lúc trưởng thành họ vẫn dễ tăng cân, cơ thể tích nhiều chất béo, những người này rất khó để giảm cân, bởi vì không chỉ giảm chế độ ăn uống, mà còn phải duy trì thói quen tập thể dục một cách nghiêm ngặt, và đây là kiểu người dễ béo nhất, bởi vì thói quen lười biếng, và không dễ gì thay đổi thói quen này của người mệnh thổ. Đặc điểm, hầu hết người Canh Tý mệnh thổ đó là mắt to, lông mi dài và dày, đôi mắt cuốn hút, những người này thường sở hữu làn da sáng bóng, dễ bắt nắng, nhưng da đều màu, tóc họ nhờn, màu tóc chủ yếu là màu nâu, có thể có ít tóc xoăn, móng tay dày, bàn tay khô, dễ ra mồ hôi. Người mệnh thổ cử động chậm chạp, thong thả, phản ứng chậm, lời nói chậm và không nhạy cảm.
Nếu người mệnh thổ có nhiều năng lượng âm phản ứng càng chậm và có thể thành bệnh. Nếu là người có nhiều năng lượng dương thì vui vẻ, dễ phấn khích. Người mệnh thổ 1960 bao dung tha thứ, trung thành và đáng tin cậy. Tính cách người mệnh thổ được yêu mến là do rất biết giữ cam kết. Họ cố gắng thực hiện cam kết của mình một khi đã hứa với ai. Họ lên kế hoạch để thực hiện cam kết, biết rõ lợi thế sức mạnh của mình và phát huy đầy đủ khả năng nó. Tính cách trầm, bình tĩnh, làm việc cẩn thận, có khả năng tổ chức. Tiếp theo là vận trình tổng quan 4 phương diện người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong tháng 12 âm lịch năm 2023. Căn cứ tử vi tháng 12 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Canh Tý sẽ gặp được khá nhiều điều may mắn và thành công khi bước sang tháng cuối cùng của năm 2023 âm lịch. Những gì mà bạn nhận được trong thời điểm này chính là phần thưởng cho những cố gắng của bạn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Trên phương diện sự nghiệp, cục diện nhị hợp và tam hội cho thấy bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển theo đúng dự kiến, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn nhiều. Có người sẽ chạm tay vào cơ hội thăng chức tăng lương ở tháng này. Tình hình tài chính cũng có nhiều tiến triển tích cực khi bạn ký kết được những hợp đồng có giá trị với khách hàng, đối tác. Thời điểm cuối năm nhu cầu mua sắm tăng lên, cũng khiến bạn bận rộn luôn chân, luôn tay. Song nhờ vậy mà bạn kiếm được khoản tiền dư giả hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Chuyện tình cảm cũng có những dấu hiệu lạc quan khi bạn được các cát tinh như Thái Dương, Thiên Diêu soi chiếu. Đặc biệt người độc thân dễ tạo ấn tượng trong mắt người khác giới. Bạn có thể dễ dàng tìm được người phù hợp nếu chịu mở lòng với các cặp vợ chồng, đôi bên thấu hiểu là hậu phương vững chắc cho nhau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch thấy, người tuổi Canh Tý có thể chuẩn bị tinh thần đón nhiều tin vui trên phương diện sự nghiệp trong tháng này. Thời điểm cuối năm bạn sẽ không tránh khỏi bận rộn, nhưng bạn bỏ ra bao nhiêu công sức sẽ được đền đáp bấy nhiêu. Được hưởng những tác động tích cực do cục diện nhị hợp và tam hội đem lại, nên con giáp này xây dựng được những mối quan hệ xã giao hòa hảo. Đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ nhau, đối tác cũng hợp tác ăn ý, nên công việc nào cũng tiến triển thuận lợi. Hơn nữa, con giáp này còn biết sắp xếp công việc và lập kế hoạch làm việc phù hợp, nên dù có bận rộn đến mấy, cũng không cảm thấy quá bối rối, căng thẳng. Bạn biết việc nào quan trọng cần phải làm trước, việc nào có thể tạm thời hoãn lại để giải quyết sau. Đáng mừng hơn, quý nhân xuất hiện vào thời điểm này, còn giới thiệu thêm cho bạn một vài cơ hội mới hoặc hướng đi mới, giúp khắc phục khó khăn. Chỉ cần bạn khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, đồng thời tin tưởng vào bản thân mình, thì mọi việc đâu sẽ có đó. Thậm chí bạn khẳng định được bản lĩnh của bản thân, gây ấn tượng với cấp trên, đồng nghiệp, chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Về phương diện tài lộc, trong tháng cuối cùng của năm 2023, tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý cũng chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn so với khoảng thời gian trước đó. Dù làm việc trong lĩnh vực gì, bạn cũng hứa hẹn có một túi tiền rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nên các khoản thưởng nóng, hoa hồng, thưởng Tết là không thể thiếu khi có đồng tiền trong tay. Bạn có thể thoải mái sắm sửa, thưởng cho bản thân một món quà để khích lệ tinh thần. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải chi tiêu có kế hoạch, không nên mua sắm quá đà. Với người làm kinh tế, bạn xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, nên ký kết được nhiều hợp đồng có giá trị, đôi bên hợp tác ăn ý, nên đồng tiền cũng chảy vào túi nhanh và nhiều hơn dự định. Người làm kinh doanh, buôn bán, nắm bắt được xu thế của thị trường, nên lượng khách hàng ngày càng đông đúc. Những ngày giáp Tết nhu cầu mua sắm gia tăng, có thể bạn sẽ phải bận rộn một chút, song khoản tiền kiếm được sẽ đem tới cho bạn thêm nhiều động lực. Một vài cơ hội làm ăn mới có thể xuất hiện trong tháng này, bạn cần cân nhắc đến tình hình thực tế, cũng như khả năng của bản thân để quyết định có nên đầu tư hay không. Nếu mệt thì nên nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá sức mà đổ bệnh. Về phương diện tình cảm, gia đạo, tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch khuyên bản mệnh hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc trong tháng cuối cùng của năm này. Bạn nên quan tâm đến người khác và cho người khác cơ hội quan tâm đến mình, như vậy bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình tươi đẹp hơn nhiều. Cát tinh Thiên Diêu chủ đào hoa cho thấy, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm của nhiều người khác giới nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc. Bạn cũng có thể vô tình nhận ra ai đó đã dành tình cảm cho mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Nếu bạn cũng ít nhiều có thiện cảm với đối phương, thì hãy cho người đó cơ hội. Hai người có thể bắt đầu từ việc làm bạn trước, thời gian trôi đi bạn sẽ nhận ra đối phương có nhiều đặc điểm, tính cách phù hợp với mình. Với người có đôi có cặp, bạn và người ấy thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau,
Hai người không chỉ giúp đỡ nhau trong các công việc nhà, mà còn đồng tâm hiệp lực với các công việc ngoài xã hội, quan hệ đôi bên gắn bó khăng khít, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù tình cảm tốt đẹp đến mấy, thì bạn cũng cần đề phòng kẻ thứ ba xuất hiện. Bản mệnh nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ quá vô tâm, tự đẩy mình vào những lời đồn thổi thị phi không hay. Về phương diện sức khỏe, có lẽ công việc bận rộn sẽ khiến sức khỏe của người tuổi Canh Tý có dấu hiệu dần suy giảm. Dù có thể bạn cũng chưa nhận ra, tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm bệnh cho thấy bạn sẽ thường xuyên nhiễm lạnh, sổ mũi, nhức đầu. Đặc biệt là khi thay đổi thời tiết, những căn bệnh này dù không quá nặng nhưng sẽ kéo dài khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, uể oải. Cách tốt nhất là hãy nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, không nên cố gắng quá sức kẻo đổ bệnh, thậm chí mất thêm tiền để khám chữa. Nếu có thời gian rảnh, hãy ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành, bạn sẽ thấy tinh thần mình sảng khoái hơn nhiều. Khi làm việc, bạn cũng không nên ngồi một chỗ quá lâu, thỉnh thoảng hãy đứng lên nghỉ ngơi, vận động một chút. Thưa quý cô bác anh chị, chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là chúng ta đã khép lại một năm 2023, dài đằng đẵng. Đối với Minh Đường Tử Vi thì năm qua khá nhiều may mắn. Nhờ được các thầy tử vi dự đoán được tương lai, nên biết tránh những họa hại vận vào mình, nên cũng bớt phần đen đủi. Không biết quý cô bác anh chị Canh Tý 1960 có ổn không ạ? Hãy bình luận xuống bên dưới video để Minh Đường Tử Vi được biết nhé. Trước khi đến với chi tiết từng tuần, trong tháng 12 âm lịch này, Minh Đường Tử Vi xin gửi tới một đoạn chưa đầy đủ lắm. Về năm 2024 của quý cô bác anh chị, tuổi Canh Tý, vậy năm 2024 này là hung hay cát? Xin hãy đến với phần luận giải sau đây của Minh Đường Tử Vi nhé. Năm 2024 Giáp Thìn là năm mệnh hỏa. Theo quy luật ngũ hành, hỏa sinh thổ, như vậy mệnh hỏa của năm tương sinh với mệnh thổ của tuổi Thiên Can Canh, tương xung với Can Giáp, địa chi Tý tam hợp với Thìn. Bước sang năm 2024, sự nghiệp và cuộc sống của nam mạng tuổi Canh Tý 1960 sẽ có sự thay đổi. Công việc không còn là sự ưu tiên hàng đầu, thay vào đó bản mệnh dành phần lớn thời gian cho đời sống tinh thần và tình cảm gia đình. Đối với nam mạng tuổi Canh Tý, tử vi nam Canh Tý 1960 trong năm Giáp Thìn ổn định trên phương diện sự nghiệp, mệnh chủ cần chú ý hơn các vấn đề liên quan đến sức khỏe và mối quan hệ gia đình. Trong năm này, nam tuổi Canh Tý sẽ gặp được quý nhân phù trợ, bạn tốt giúp đỡ. Bước sang độ tuổi 65, công việc của nam mạng tuổi Canh Tý có chiều hướng an toàn hơn, thế cân đối này tạo nên sự ổn định cho sự nghiệp. Càng về cuối năm càng có những dấu hiệu khởi sắc, chỉ cần mệnh chủ duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và cầu tiến. Trong năm 2024 này, đôi lúc Canh Tý nam mạng phải đối mặt với một số rắc rối, trục trặc, nguyên nhân là do bản mệnh có phần chủ quan, quá tin tưởng người khác. Nhưng nếu nam tuổi Tý 1960 bình tĩnh giải quyết thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, tốt đẹp. Tình hình tài chính của nam Canh Tý trong năm rất phát thì không có gì đáng lo ngại. Nếu mệnh chủ duy trì thói quen sống giản dị, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí, ở độ tuổi xế chiều, nam mạng tuổi Canh Tý nên có kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân nhiều hơn. So với việc lo nghĩ cho người khác, bản mệnh có thể dành ra một khoản dưỡng già ngay từ bây giờ. Ngoài ra trong năm 2024, nếu có dự định đầu tư tiền bạc thì Canh Tý nam mạng nên thận trọng, suy nghĩ thật kỹ, không nên mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro lớn. Hoặc chưa có kiến thức sự hiểu biết, cuộc sống hôn nhân của mệnh chủ khá yên ấm. Tuy rằng trong đời sống thường ngày khó tránh khỏi mâu thuẫn, nhưng chỉ cần lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời nhiều hơn, nam tuổi Canh Tý có thể dễ dàng giải quyết những xung đột này. Bước sang năm 2024, bản mệnh đôi khi sẽ phải lo nghĩ cho các vấn đề liên quan tới gia đạo. Cách tốt nhất để gia đình êm ấm hạnh phúc là dành thời gian bầu bạn, sẻ chia với con cháu để rút ngắn khoảng cách, tin vui gõ cửa. Gia đạo nam mạng 1960 Canh Tý trong năm này có thể là thêm người thêm của, đây cũng là cơ hội giúp tình cảm giữa mọi người trong gia đình thêm bền chặt, đoàn kết. Ở độ tuổi nghỉ hưu, sức khỏe là quan trọng nhất. Với bản mệnh sinh năm 1960, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên sự biến đổi này không gây ảnh hưởng nhiều nếu quý ông tuổi Canh Tý duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Trong công việc, bản mệnh nên tránh làm việc nặng, vận động quá sức. Sau ngày dài làm việc có thể sử dụng các bài thuốc ngâm chân kết hợp với xoa bóp cơ thể để phòng tránh các bệnh đau xương khớp. Đối với nữ Canh Tý, nữ Canh Tý 1960 nhờ sự chăm chỉ làm việc trong nhiều năm mà bước sang tuổi 65 đã có một quỹ đạo công việc ổn định, vững chắc. Nếu tiếp tục duy trì công việc, sự nghiệp của bản mệnh sẽ không có gì biến đổi.
Tuy nhiên, nếu muốn nghỉ ngơi và dành thời gian cho bản thân, canh tí nữ mạng có thể phải chuyển giao một phần công việc cho người khác. Nhìn chung, cuộc sống của bản mệnh trong năm 2024 Giáp Thìn khá yên ấm. Nữ mạng tuổi Tý 1960 nên lưu tâm hơn vấn đề sức khỏe, hạn chế vận động mạnh, làm việc quá độ gây hao phí sức lực, ngoài ra cần kết hợp chế độ sinh hoạt, ăn uống hợp lý. Tổng quan sự nghiệp của canh tí nữ mạng trong năm 2024 Giáp Thìn khá ổn định, mọi chuyển biến thay đổi đều đã được bản mệnh tính toán từ trước, nên không khó để ứng phó khi vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, nếu muốn thúc đẩy sự tiến triển của công việc, nữ tuổi canh tí sẽ phải đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn, cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm dày dặn, cùng sự hiểu biết sâu rộng vốn có. Công việc không tạo ra áp lực nếu mệnh chủ có thể cân bằng thời gian nghỉ ngơi, sinh hoạt và làm việc, quan trọng nhất vẫn là tinh thần làm việc chủ động và tích cực. Nếu nữ mạng sinh năm 1960 là người chu toàn, cẩn thận, thì tình hình tài chính trong năm 2024 Giáp Thìn không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chưa có sự chuẩn bị, bản mệnh nên sớm tiết kiệm một khoản dự trù cho bản thân. Canh tí nữ mạng là người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu gia đình. Do đó, nếu cần đến một khoản tiền lớn, bản mệnh nên hỏi ý kiến người thân, bàn bạc trước khi đưa ra quyết định, hạn chế vay mượn tiền bạc với những người không đáng tin cậy. Nữ mạng tuổi canh tí 1960 nên để tâm tới cảm xúc của người bạn đời nhiều hơn. Khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì nổi nóng, hãy giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bản mệnh là người biết lắng nghe, chia sẻ nên có thể dễ dàng hóa giải mọi hiềm khích. Bước sang năm 2024 Giáp Thìn, gia đạo không còn là nỗi lo của canh tí nữ mạng, con cái trưởng thành, yên bề gia thất. Tinh thần bản mệnh phần nào cũng nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Để gắn bó tình cảm gia đình, bản mệnh nên dành thời gian sẻ chia, bầu bạn với con cháu nhiều hơn. Ở độ tuổi 65, bản mệnh cần quan tâm và chú trọng đặc biệt tới sức khỏe, để tránh những bệnh về xương khớp. Nữ tuổi canh tí 1960 nên tập thể dục đều đặn, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Không chỉ rèn luyện thể chất, bản mệnh cũng cần giữ tinh thần lạc quan, tích cực, tham gia thêm các hoạt động xã hội công ích, hành thiện tích đức để đón nhận phúc phần cho con cháu, gia môn. Và bây giờ xin mời quý cô bác anh chị tuổi canh tí đến với luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 12 tháng cuối cùng của năm 2023 nhé. Tử vi tuần 1, tuổi canh tí tháng 12 âm lịch 2023. Tuần này tuổi Tý có vận trình hung cát đan xen, những xui xẻo đa phần tập trung nhiều ở khoảng thời gian đầu tuần do thái tuế chiếu vận. Cuối tuần có khởi sắc hơn chút nhờ thái dương hỗ trợ, tuổi này nên cẩn thận trong chuyện làm ăn. Thời gian này bạn dễ bị tiểu nhân cạnh tranh bẩn, ganh đua nhau từng chút một. Đặc biệt là những người đang xuất ngoại, ai đang làm những công việc nguy hiểm thì cần mang đồ bảo hộ đầy đủ và cẩn thận trong quá trình làm việc kẻo tai họa giáng xuống bất ngờ. Đường tài lộc có dấu hiệu khởi sắc về nửa sau tuần mới, đặc biệt là nam sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữ mệnh, đầu tuần đề phòng mất của. Các bạn nam nên tiếp thu ý kiến của người lớn tuổi, đừng bảo thủ, nữ thì nên chăm lo giữ tiền cho gia đình, quản lý tốt các khoản chi hàng ngày. Vận trình tình duyên có chút trắc trở, do gặp thiên diêu chiếu vận, tuổi này số đào hoa phong lưu, đa tài, ăn nói khéo nên hay được để ý. Hội độc thân nên cẩn thận kẻo vướng vào mối tình ngang trái, vô tình làm kẻ thứ ba, người có gia đình nên kiểm soát bản thân thật tốt để không sa ngã. Các chỉ số trong tuần, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, trắng. Quý nhân phù trợ, dậu, thân, tỵ, con số may mắn, nam 7, 34, 87, 90, nữ 8, 86, 40, 23. Tử vi tuần 2, tuổi canh tí tháng 12 âm lịch 2023. Sự chăm chỉ và nỗ lực của người tuổi canh tí cuối cùng sẽ sớm được ghi nhận và khen thưởng. Đây là khoảng thời gian đáng mong đợi, nhưng có thể bạn sẽ cảm thấy hơi bất an. Đừng để những lo lắng hay suy nghĩ tiêu cực về tương lai ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Hãy tin vào bản thân và bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn trong sự nghiệp. Tình yêu có thể đến với bạn trong tuần này, cho dù bạn đã sẵn sàng hay chưa, cuộc gặp gỡ này là định mệnh, vì vậy hãy nhận thức sâu sắc các dấu hiệu và tín hiệu từ vũ trụ. Có lẽ bạn sẽ tìm thấy thông tin quan trọng bạn cần trong lời nói và hành động của một ai đó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Tình yêu thường chứa đầy những ẩn số, và chính điều bí ẩn này đã khiến nó trở nên hấp dẫn. Hãy giữ một tâm trí cởi mở và sẵn sàng cho tình yêu đến, bạn sẽ bắt đầu thấy mọi thứ thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Và đây là lúc bạn nên tự tin vào bản thân, khả năng và cơ hội của mình. Một thái độ tích cực sẽ giúp bạn đối phó tốt hơn với các tình huống trong cuộc sống, cả về công việc lẫn cuộc sống.
Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 21 đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Hợi. Con số may mắn: nam 4, 12, 69, 54, nữ 2, 57, 36, 77. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tý tháng 12 âm lịch 2023. Việc chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác sẽ là chìa khóa giúp người tuổi Tý nhận được nhiều hạnh phúc hơn trong tuần này. Tuần này khuyến khích bạn tham gia nhiều hoạt động từ thiện hoặc công việc tình nguyện hơn và chia sẻ những cơ hội vui vẻ với người khác. Điều này không chỉ khiến người khác hạnh phúc mà còn mang lại cho bạn nhiều cảm xúc tuyệt vời, cho dù bạn còn độc thân hay đang trong một mối quan hệ. Sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của bạn phải là ưu tiên hàng đầu. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn trong các mối quan hệ. Hãy nhớ rằng, tình yêu luôn xuất phát từ bên trong chính bạn và chỉ khi bạn chăm sóc được bản thân thì bạn mới có thể chăm sóc người khác tốt hơn. Trong công việc và cuộc sống, bạn nên thực hiện những hành động thận trọng hơn trong tuần này, chậm lại có thể giúp bạn tránh mắc phải những sai lầm tốn kém. Điều này sẽ có ý nghĩa hơn đối với những thay đổi và chuyển dịch năng lượng trong vài tuần tới. Hãy luôn nhớ rằng, hành động cẩn thận và cân nhắc đến ưu nhược điểm của vấn đề thường dẫn đến kết quả tốt hơn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh rêu, xanh da trời, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn, nam 4, 70, 92, 06, nữ 2, 45, 29, 37. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tý tháng 12 âm lịch 2023. Vận may của những người tuổi Canh Tý tuần này rất thuận lợi. Bạn có thể đối mặt với đủ loại khó khăn, nhưng bạn có thể giải quyết chúng một cách dễ dàng và không gặp trở ngại. Đây là một trạng thái rất mạnh mẽ và bạn nên bày tỏ lòng biết ơn của mình ngay lập tức với vũ trụ. Vì những người phản đối bạn sẽ không thể được như ý nguyện. Lúc này năng lượng và ý chí của bạn đang ở đỉnh cao, vì vậy hãy nắm bắt cơ hội và tích cực đương đầu với thử thách. Bạn nên tham gia nhiều hơn vào hoạt động xã hội trong tuần này, đặc biệt là với người yêu của mình. Đừng ngại gặp gỡ bạn bè và gia đình của nhau, điều này sẽ giúp mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn. Nếu bạn còn độc thân, hãy nghĩ xem liệu người bạn thích có gia nhập nhóm bạn của bạn hay không. Nếu câu trả lời là có, thì hãy thực hiện bước tiếp theo. Nếu câu trả lời là không, hãy nghĩ xem tại sao. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn nhu cầu và mong đợi của mình, phát triển mạng lưới xã hội của bạn. Tham dự nhiều sự kiện xã hội hơn, gặp gỡ nhiều người hơn và thoát ra khỏi vùng an toàn của bạn. Điều này không chỉ làm phong phú thêm các mối quan hệ của bạn mà còn học được rất nhiều điều thú vị. Đối với những ai đã rơi vào chuyện tình cảm nơi công sở, tuần này khuyên bạn nên xem xét lại hành động và quyết định của mình. Hãy tin vào bản năng của bạn và đừng để bị lừa bởi những lời nói ngọt ngào hời hợt. Đôi khi có thể có những điều kinh tởm ẩn giấu đằng sau một mối quan hệ tưởng chừng như ngọt ngào. Hãy cảnh giác và đừng để những quyết định mang tính cảm xúc ảnh hưởng đến sự nghiệp và các mối quan hệ của bạn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá cây, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Sửu, Tuất, Hợi. Con số may mắn, nam 1, 83, 44, 18, nữ 5, 26, 67, 75. Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, những câu nói hay châm ngôn về nhân cách sống: đừng vội đau khổ khi có một ai cứ liên tục làm bạn tổn thương. Những lời nói sát thương ấy đôi khi lại giúp ta trưởng thành hơn nhiều, trở nên mạnh mẽ mỗi ngày, và rồi lời nói của đối phương sẽ không còn sức nặng đối với bạn nữa. Nó giống như cái cách tờ giấy nhám giúp ta sáng bóng hơn, còn chính bản thân nó đang tự mài mòn và tới một lúc sẽ bị vứt đi. Ném bùn vào người khác, muốn họ bị bẩn, thì trước hết chính bản thân bạn cũng đã bẩn tay rồi. Tôi không biết chìa khóa thành công là gì, nhưng tôi biết tôi sinh ra không phải để cố gắng làm hài lòng người khác. Đừng bao giờ bắt buộc người khác làm những gì mà họ không muốn. Hãy đối xử tốt với mọi người một chút, như rằng ngày kia nữa thôi, chúng ta đều sẽ trở về với cát bụi. Có hối hận hay luyến tiếc cũng muộn rồi. Hãy nói nếu bạn có những lời lẽ mạnh hơn, nếu không hãy im lặng. Một phút bạn tức giận tức là bạn đã vĩnh viễn mất đi 60 giây hạnh phúc. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an. Mỗi khi vấp ngã, tôi thường tự nói với mình rằng phải nhanh chóng đứng dậy và đi tiếp thôi, vì chỉ có bước đi mới có thể đến đích. Cùng lắm chỉ là thêm vài lần vấp ngã để lại đứng lên, còn nếu nằm đó, tất cả những gì tôi nhận được chỉ có thể là những tiếng sầm sì.
Đừng lo sợ khi xung quanh bạn chỉ là bóng tối, bởi vì bạn là một ngôi sao, bóng tối chính là nơi khiến bạn rực rỡ nhất. Hãy mạnh mẽ, kiên cường và tự mình học cách tỏa sáng. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.